Ok, thì nội dung buổi hôm nay là mình sẽ chuyển sang một cái nội dung mới, đó là về các cái phương thức để anh em làm việc với array, thì nó gọi là array method. Được chưa? Thì có rất nhiều những cái phần để anh em làm việc ở đây nhá, thì anh em lên mạng này có tìm là array method này. Đấy, trong array method nhá thì anh em vào trong W3 Script có cái thằng array reference này. Đấy, thì trong cái phần array đúng không? Thì đây là những cái gọi là array method này. Chưa có nhiều đúng không? Khoảng 30 cái gì đấy. Thì trong này nhá. Thì mình sẽ giới thiệu anh em một số những cái thông dụng của trong dùng với array để dùng nhiều. Sau này sẽ chuyển sang nội dung về array đúng không? Về method. Rồi, thì như trong array đúng không? Thì anh em buổi trước là mình có cái phần để xử lý array đúng không? Thêm hay là sửa xóa phần tử trong array ấy. Đấy, thì buổi trước là mình mới chỉ là thêm một phần tử vào cuối array đúng không? Đấy, anh em thêm vào đây thì là thêm vào cuối. Thì là có thằng là array đúng không, ở vị trí array thứ len đúng không, thì buổi trước mình đã cùng anh em làm rồi đấy đúng không, để thêm vào array thì mình làm thêm ở vị trí array thứ len đúng không, để mình cho cuối đúng không, thì thằng len trừ một là thằng cuối cùng đúng không, đấy thì cái thằng ngay sau thằng cuối cùng là cái thằng len, được chưa? Đấy thì thay vì mình dùng này nhá, nếu anh em dùng này đúng không, thì mình mỗi lần mình thêm ấy, chỉ thêm được một một thằng đúng không, giả sử này và ở đây đúng không? Đây chẳng hạn. Thì anh em dùng cú pháp này để mình thêm phần tử vào trong array đúng không? Đấy mình thêm số 10 vào đây chẳng hạn. Sorry. Array. Không? Thì nó thêm số 10 vào sau đúng không? Đấy, thì mỗi lần mình thêm thì mỗi lần thêm đúng không? Thì mình thêm vào một một phần tử thôi đúng không? Đấy, tại vì mình quy định là cái phần tử ở vị trí len là bằng số 10. Thế bây giờ mình muốn thêm một loạt nhiều thằng đúng không? Đấy, thì làm kiểu gì? Đấy, thì trong array method nhá, thì nó sẽ có một cái thằng là push. Được chưa? Array.push. Không? Cái thằng array.push này thì nó sẽ là thêm vào cuối array đúng không? Append element đúng không? To the end of the array. Được chưa? Tức là nó sẽ thêm những cái phần tử mới đúng không? Vào cuối array. Và nó có thể thêm nhiều phần tử đúng không? Đấy, anh em làm kiểu này thì mình thêm là thêm từng phần tử một vào cuối array. Được chưa? Còn nếu mình muốn thêm nhiều đúng không thì mình có thể dùng thằng này. Mình muốn thêm 11 đúng không? 12, 13, 14 chẳng hạn. Đấy thì thằng này thêm một thằng số 10 này đúng không? Thằng này thêm là 12, 1, 12, 13, 14. Được chưa? Thì với thằng array input đúng không? Thì anh em thêm bao nhiêu cũng được đúng không? Đấy, thêm một thằng thì nó đến một thằng. Được chưa? Đó. Thì bây giờ đúng không? Cái thằng thêm phần tử vào array đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang dùng thằng push nhá đúng không? Thì push nó có thể thêm một hoặc thêm nhiều đúng không? Còn kiểu này anh em dùng như trong cái phần chuyển array đúng không? Đấy là mình sẽ thêm từng thằng một. Được chưa? Thì bây giờ mình có một cái method push của array đúng không? Là mình có thể thêm nhiều phần tử vào cuối array nhá. Anh em hình dung cái này không nhỉ? Thì cái thằng push này tương tự như cái thằng thêm vào cuối này, chỉ khác nó thêm được nhiều, được chưa? Anh em có vấn đề gì phần này không? Cái thằng push này, bạn Long, bạn Nam, bạn Ý, ok đúng không? Đấy, thì push hiểu đơn giản là thêm vào cuối ở đây đúng không? Đấy, thì là cú pháp đúng không? Tên array.push. Bên trong này là các phần tử đúng không? Đấy, value không value. Trong này. Thêm phần tử vào cuối array.
Đấy, buổi trước là mình mới học về thêm vào cuối array đúng không? Thế còn mình muốn xóa một phần tử ở trong array thì mình làm kiểu gì đúng không? À rồi, để thêm vào đầu này, để thêm vào cuối đúng không? Thế bây giờ mình muốn thêm vào đầu thì array thì nên kiểu gì? Đấy, thì đúng không? Put là thêm vào đầu này. Thế còn put là thêm vào cuối đúng không? Thế còn muốn thêm vào đầu thì mình sẽ có một cái hàm, đó là cái hàm unship. Được chưa? Muốn giả sử nhá, mình muốn thêm số 11 vào trước số 1 đúng không? Thì dùng hàm là unship. Còn số lớp ở đây nhá. Được chưa? Đúng không? Unship là thêm vào đầu này, đúng không? Mình có thể thêm nhiều nhá. Đấy, đúng không? Push là thêm vào cuối, unship là thêm vào đầu. Array.put này, array.unship. Để cho giá trị trong này đúng không? Đấy, thêm vào đầu ở đây, thêm phần tử đúng không? Thêm phần tử vào đầu ở đây. Rồi thì bây giờ mình vừa đi qua phần thêm đúng không? Đấy, thêm thì nó có hai cái là thêm vào đầu và thêm vào cuối. Thế còn bây giờ xóa đúng không? Xóa phần tử trong ở đây thì nó cũng có phân ra hai cái đúng không? Là xóa ở đầu và xóa ở cuối. Đấy, thì trong này nhá, mình có ship đúng không? Là thêm vào đầu này. Thế thì cái thằng ăn ship là thêm vào đầu đúng không? Thế thằng ship, ship nhá thì nó xóa ở đầu nhá. Được chưa? Đúng không? Tên nó chỉ là bỏ cái từ ăn đi thôi đúng không? Đấy, bỏ cái chữ UN đi đúng không? Ship. Được chưa? Thì này đúng không? Nó sẽ là xóa cái phần tử đầu tiên ở array đúng không? Đấy, và thằng này nhá. Giả sử mình cho một cái giá trị trong này chẳng hạn. Đúng không? Kể cả mình cho giá trị trong này đúng không? Thì nó chỉ xóa một thằng thôi được chưa? Xóa thằng số 1 thôi đúng không? Tức là gì? Thằng ship đúng không? Thì nó sẽ là xóa phần tử đầu tiên, được chưa? Đấy. Và cái này mình không cần cho tham số đầu vào đúng không? Đấy. Chưa? Unship nhất là xóa thằng đầu tiên thôi nhá, đúng không? Đấy, chứ mình không chọn đâu, được chưa? Unship thì nó chỉ xóa một thằng đầu tiên nhá. Xóa một thằng thôi nhá. Ship đúng không? Lưu này là xóa một phần tử đầu tiên đúng không? Tương tự đúng không? Push là thêm vào cuối. Thế thì xóa ở cuối đúng không? Xóa ở cuối thì nó sẽ có cái hàm là pop. Pop là remove cái thằng last element đúng không? Đấy. Được chưa? Và trong này đúng không? Giả sử nhá. Mình có thêm một số gì đó trong này chẳng hạn đúng không? Thêm tham số đi. Đúng không? Thì nó chỉ xóa thằng cuối cùng đúng không? Là số 6 này. Được chưa? Thì thằng ăn là thằng ship đúng không? Và thằng pop thì nó đều chỉ là xóa một phần tử duy nhất, được chưa? Thằng ship là xóa ở đầu đúng không? Còn thằng pop là xóa ở cuối. Đấy. Là xóa phần tử đúng không? Ở cuối ở đây. Xóa một phần tử nhá. Được chưa? Thiếu đi cặp đúng không? Đấy, thằng push là thêm vào cuối, có thể thêm được nhiều đúng không? Còn thằng pop thì nó xóa từng thằng một. Đấy. Thằng unship đúng không? Unship thì thêm vào đầu, có thể thêm nhiều thằng đúng không? Còn thằng ship này nó sẽ xóa từng thằng một vào đầu. Được chưa? Đấy, và anh em để ý đúng không? Cái thằng pop, ship, unship và push đúng không? Nó làm thay đổi cái array gốc của mình. Được chưa? Và thằng này đúng không? Nó làm thay đổi array gốc. Đấy. Và nó sẽ là thay đổi trực tiếp ở đây gốc đúng không? Thay đổi ở đây gốc. Đấy, thì những cái hàm thêm này, thêm xóa đúng không? Thì nó sẽ là chỉnh sửa trực tiếp vào cái ở đây của mình. Đó. Thì có một cái lưu ý như vậy nhá. Đấy, đây mình làm việc ở đầu ở đây và ở cuối đây đúng không?
Thế bây giờ mình muốn làm việc ở giữa array thì mình làm kiểu gì? Thì ở giữa array nhá. Ở giữa array này thì mình sẽ có hàm làm supply. Đây. Thằng supply nhá thì nó sẽ có 2 đến 3 tham số. Được chưa? Thì tham số nhất là cái điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu này là một cái gắn mốc ấy, được chưa? Tham số thứ hai nhá là cái số lượng phần tử sẽ xóa. Đúng không? Thì giả sử nhá, mình cho trong này là số A chẳng hạn, đúng và một này, tức là gì? Thằng số đầu tiên đúng không? Là cái điểm bắt đầu. 0 1 2 3 này. Được chưa? Tức là mình sẽ gắn mốc bắt đầu làm việc ở cái mốc số 3 đúng không? Là số 7 này. Được chưa? Và một đúng không? Làm thì sẽ xóa một phần tử. Đúng không? Tham số nhất là cái thằng bắt đầu này đúng không? Lấy mốc. Tham số hai là cái thằng số lượng sẽ xóa. Được chưa? Mình điền một đúng không? Tức là mình sẽ xóa một phần tử. Đúng không? Từ vị trí 47 này đúng không? Mình xóa một phần tử, tức là mình xóa đi số 7 đúng không? Được chưa? Thì xem vào đây ra cái gì nhá. Đó. Thì sau khi mất đi số 47 thì nó còn lại là 1, 3, 5, 6 đúng không? Đấy. Thì thằng supply này đúng không? Thì nếu anh em dùng hai tham số thì cái điểm cái tham số nhất đúng không là cái điểm gắn mốc để bắt đầu làm việc đúng không? Tham số hai là số lượng phần tử sẽ xóa. Giả sử mình sửa thành hai đúng không thì nó sẽ xóa hai hai số là xóa số 47 và số 6 đúng không? Đấy. Chưa? Supply nhá. Đúng không? Thì nó sẽ là điểm bắt đầu này. Và số lượng xóa đúng không? Đấy, và một cái số lượng xóa. Đúng không? Nó sẽ là xóa đúng không? N phần tử. Đúng không? Ở vị trí start. Đúng. Từ vị trí start được chưa? Từ vị trí start đúng không? Đấy, thì từ vị trí start này nó xóa đi N phần tử. Thế còn nếu mình muốn dùng nhiều tham số hơn thì sao đúng không? Giả sử nhá, mình thêm những tham số tiếp này. Đó là 7 này, 8 này, 9 này. Đúng không? Thì thằng 7, 8, 9 này nó sẽ làm gì? Đúng không? Thì 7, 8, 9 này nó sẽ được thêm vào sau 1, 3, 5 đúng không? Tức là gì? Trong cái thằng supply này. Đấy thì nó sẽ có hai tham số đúng không? Hai tham số này thì thằng đầu tiên là cái điểm bắt đầu đúng không? Điểm bắt đầu làm việc. Thằng thứ hai là số lượng sẽ xóa đúng không? Còn những thằng còn lại thì là những thằng được thêm vào. Được chưa? Những giá trị còn lại đúng không? Là những giá trị được thêm vào. Đấy. Value 1 đúng không? Value 2, value 3 thì đấy. Đúng không? Xóa n phần tử từ vị trí start đúng không? Đấy. Và thêm cái thằng. Đúng không? Thêm V1 đúng không? V2. Đấy, V3 đúng không? Vào start. Được chưa? Đấy, giả sử nhá, chỗ này mình xóa một phần tử này. Đúng không? Tức mình xóa thằng 47 này và thêm 789 vào cái vị trí của thằng 47 này, được chưa? Tức mình sẽ chèn 789 đúng không? Vào giữa thằng 5 và 6. Đúng không? 1 3 5 rồi 789 đúng không? Rồi mình đến số 6. Được chưa? Thì mình nếu mình dùng thằng supply này đúng không? Thì từ vị trí 47 này đúng không? Nó xóa đi một phần tử, tức là xóa đi số 47. Và chèn 789 này đúng không? Vào vị trí của số 7 đúng không? Đấy, tức là sẽ giãn ra đúng không? Đấy, 5 này, rồi đến 789, rồi đến 6. Được chưa? Tức là gì? Cái thằng supply đúng không? Nó vừa xóa, vừa thêm. Được chưa? Lúc nãy anh em dùng pop và push đúng không? Thì một thằng là thêm, một thằng là xóa. Thì bây giờ có một thằng là cái thằng supply đúng không? Đấy, thì nó có thể vừa xóa, vừa thêm cho anh em luôn. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ xóa n phần tử đúng không ở vị trí start và thêm những thằng còn lại đúng không, thế chỗ vào thằng start, được chưa, thế chỗ vào start. Anh em hình dung cái cơ chế của cái thằng supply không nhỉ, có bị khó hiểu không? Toàn ok đúng không? Bạn Nam, bạn Long hiểu đúng không? Rồi.
đó, thằng supply đúng không, thì nó có thể làm hai việc đúng không, nó vừa thêm đúng không và vừa xóa. Được chưa? Nếu mình dùng hai tham số đúng không thì nó chỉ xóa thôi đúng không, dùng ba tham số thì nó là vừa thêm vừa xóa. Còn nếu anh em mà không muốn xóa đúng không, không muốn xóa mà chỉ muốn thêm thôi thì anh em cho xóa bằng không đúng không. Đó, thì nó từ điểm thứ ba đúng không, là từ chỗ 47 này nó chèn 789 vào đúng không và không xóa thằng nào cả. Được chưa? Một thì thành như sau đúng không, thì nó chèn 789 này đúng không vào vị trí của thằng 47 và để thằng này ra sau đúng không, vì không xóa đúng không, không hề xóa. Được chưa? Đấy, thằng supply nhá đúng không. Và cũng một cái nữa đúng không, thằng supply này nó sẽ là sửa trực tiếp vào array gốc đúng không, đấy thay đổi trực tiếp vào array gốc. Thế còn nếu như mình hướng cái đầu ra của nó đúng không, giả sử nhá là cái biến đầu ra này và new array này, chỗ này mình sẽ xóa đi hai phần tử chẳng hạn đúng không, nếu mình xóa hai phần tử nó sẽ là xóa thằng 47 và thằng 6 đúng không. Để cho thấy lớp xem thằng new array là gì nhá, không thằng supply này đúng không, nó sẽ chỉnh sửa trực tiếp tại array gốc đúng không. Đấy, và để phòng ngừa trường hợp mình làm nhầm đúng không thì nó sẽ cho mình trả ra cho mình là những thằng đã xóa. Được chưa? 47 và 6 là những thằng mình đã xóa đúng không? Đấy, thì nếu như mình bị xóa nhầm chẳng hạn thì mình có thể hoàn toàn mình khôi phục lại đúng không? Khôi phục lại. Được chưa? Đấy. Thì thằng supply nhé đúng không? Thì nó sửa trực tiếp vào đây gốc. Đấy, và nó sẽ trả ra phần tử bị xóa. Trả về đúng không? Các phần tử bị xóa. Đúng không? Để nếu anh em có bị xóa nhầm đúng không thì mình có thể mình slide gắn lại vào nó, được chưa? Đấy. Đúng không? Thằng slide này nó sẽ có khá nhiều cái công dụng, được chưa? Nó vừa thêm vừa xóa đúng không? Và vừa trả ra thằng được xóa để mình phòng hờ nhá. Rồi, thì đây là cái nội dung về cái thằng slide đúng không? Và các hàm để thêm sửa xóa trực tiếp vào trong ở đây. Thì anh em có câu hỏi gì có chỗ nào khó hiểu không nhỉ? Ừ, thằng supply làm được việc nhưng mà nó sẽ bị dài dòng và nó cũng phức tạp nữa. Được chưa? Thông thường nhá, thông thường ấy nếu mình chỉ muốn thêm vào trong array đúng không thì mình cứ dùng push cho nó nhanh. Được chưa? Còn nếu array mà mình quan tâm đến cái thứ tự vị trí của nó ấy, thì mình dùng thằng supply. Là mình muốn xóa một thằng cụ thể trong array đúng không thì mình dùng thằng supply để xóa. Đấy, còn trong thực tế thì mình không hề quan tâm đến vị trí của thằng các phần tử trong array đúng không, thì mình chỉ việc push thôi. Được chưa? Còn thằng supply này dùng khi thường là dùng khi anh xem xóa nhá. Đấy, thằng supply thường dùng khi anh em muốn xóa hoặc là thay thế, đúng chưa? Đúng không? Nếu như mình thực sự quan tâm đến cái vị trí, đến cái thứ tự trong array ấy, thì mình dùng thằng supply này. Anh em hình dung ý mình không nhỉ? Thằng supply này nó đa năng không, nhưng mà nó hơi phức tạp một chút và nó cũng khá là dài dòng so với thằng mấy thằng kia. Đấy. Rồi, thì đây là cái nội dung của năm cái đầu tiên đúng không? Để anh em xử lý ở đây. Thì anh em sẽ dành cho mình khoảng tầm 1 2 phút nhá, đúng không? 3 phút đi để demo qua mấy thằng này. Rồi mình sẽ làm một số những cái ví dụ nhá. Anh em demo trước đi cho quen tay rồi mình sẽ bắt đầu làm thử một số ví dụ. Em vừa demo rồi đúng không? Thì bây giờ thử cho mình áp dụng cái thằng supply nhá. Dùng thằng supply đúng không? Để xóa đi cái số 3 và số 5 trong ở đây này. Và thêm số 10 này. Ở đây của mình luôn đi. Được chưa? Đấy, xóa hai số 3 và 5 trong ở đây đúng không? Và thêm số 10 vào này. Đấy, và sau đó anh em chạy một thằng supply lần nữa để nó khôi phục lại về ở đây ban đầu như này. Đúng không? Chạy lần đầu để thay đổi array đúng không? Và chạy lần hai để khôi phục lại. Đấy, thử cho mình nhá. Theo đúng không? Thì mình sẽ chuyển qua những cái array method khác. Không phải có những cái để thay đổi array này. Tiếp theo nhá.
Thì mình sẽ có một cái nữa để anh em xử lý những cái dữ liệu bên trong array, thì nó là có cái thằng index of. Index of thì nó sẽ trả về cho mình là cái vị trí của cái phân tử mình đang tìm ấy. Không, giả sử nhau mình muốn tìm cái vị trí của số 5 trong array này chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ dùng là array, tên array đúng không, chấm index of, à bạn Long đúng không, ok. Đây đây đây, nói đâu, chia sẻ hình đây. Đâu, chia sẻ lên. Không, em chia sẻ toàn bộ mình chưa? Chia sẻ toàn bộ mình đi. Rồi. Biết sao không? Cái thằng new ở đây ấy, là nó hứng cái kết quả bị xóa đúng không? Em nó lốc cho em thằng bị xóa. Em muốn xem cái ở đây sau khi thay đổi phải là lốc ở đây chứ. Được chưa? Cái thằng supply đúng không? Thì nó sẽ thay đổi sửa trực tiếp ở đây gốc của em ấy. Còn thằng new ở đây kìa, nó hứng kết quả là hứng những cái thằng bị xóa đi. Được chưa? Khôi phục á, khôi phục á, tức là từ cái thằng 1 10 4 7 6 này em quay trở lại về cái thằng 1 3 5 4 7 6 ấy. Không, tức là em supply để thay đổi rồi, bên dưới em làm tiếp để em sửa lại như ban đầu, được chưa? Đấy nhá. Đây đúng không? Giả sử này mình xóa đi ở thằng số, xóa đi số 3 số 5 đúng không? 0 1 được chưa? Xóa ở số 1 này. Đúng không? Xóa 3 5 là xóa hai thằng đúng không? Ở vị trí số 1 xóa hai thằng. Và thêm số 10 vào đúng không? Thêm số 10 vào đây. Thì sau khi chỉnh sửa xong đúng không? Thì mình sẽ có một array như sau. 8 1 đúng không? Thay 3 5 10 này. 1 10 đúng không? 4 7 6. Chưa? Đấy. Và bây giờ mới khôi phục lại đúng không? Khôi phục lại. Đấy, thì anh em nhớ đúng không? Cái thằng new array này nó sẽ chứa cái phần tử bị xóa đúng không? Là 3 và 5 này. Đúng không? Trong này chứa những thằng bị xóa đúng không? Thì bây giờ mình chạy ngược một cái thằng supply tiếp thôi đúng không? Đấy, từ vị trí số 1 này. Đúng không? Vị trí số 1 là cái thằng đồng bắt đầu ấy, là cái thằng số 10 vừa thêm vào đấy đúng không? Thì bây giờ mình xóa một số 10 thôi, mình xóa một thằng, được chưa? Và trả lại cái thằng những thằng bị xóa lúc nãy đúng không? Trả lại những thằng đi vào đây. Bị xóa ấy, là lần này. Chưa, giải ra đúng không? Đúng không? Trong cái buổi học về array thì mình có nhớ giải thích, có giới thiệu anh em về cái cú pháp này đúng không? Đấy, muốn xem các phần tử trong array thì anh em có thể chấm 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 thế này thì nó sẽ là giải các phần tử trong array ra ngoài cho mình, đúng không? Array nào có số 3 số 5 đúng không, thì mình thêm chấm 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 này vào và thì nó sẽ hiện ra cho mình là số 3 số 5 bên trong, đúng không? Được chưa? Nếu ở đây đúng không, nếu như nhá, nếu mình để là array này đúng không, như array này thì nó sẽ trả về như nào nhá, lớp thử này. Đúng không? Thì nó thêm là cả nguyên ở đây đúng không? Thêm cả ở đây 3 năm này vào đây đúng không? Đấy chưa? Nhưng mình không muốn nó ở đây đúng không? Mình muốn nó cái số 3 số 5 cơ. Thì mình sẽ phải giải từng phần tử bên trong này ra ngoài đúng không? Thì thêm cái này vào. Đấy. Thì nó trả ra 3 và 5 này. Đó, thì đây đúng không là cách
anh em có bị xóa nhầm đúng không, thì mình có thể khôi phục lại được chưa. Vâng, bắt đầu từ đâu đúng không, bắt đầu từ đâu thì mình bắt đầu thì mình đứng lại, đứng dậy từ đấy đúng không, đấy xóa đâu thì tự làm lại đấy được chưa, sai đâu sửa đấy đúng không. Đấy, mình xóa hai đúng không, thêm một đúng rồi, thêm một đúng không, thì mình xóa một thôi được chưa. Đấy, và trả lại những thằng bị xóa đấy. Chưa, thì đây là cái phần khôi phục đúng không? Rồi. Bạn Long hình dung cái cách làm này chưa nhỉ? Phần này bạn Long có ok không? Bạn Long bạn quyết. Ok đúng không? Đó thì thằng supply đúng không? Nó vừa thêm vừa xóa, được chưa? Và nó trả ra những thằng bị xóa. Tiếp theo này đúng không, thì như mình nói dở đúng không, thì mình sẽ có một số cái method nữa để anh em xử lý với các phần tử trong array. Thì cụ thể mình muốn tìm kiếm một cái số trong array đúng không, giả sử mình muốn tìm kiếm số 5 trong array này chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ là đúng không, tên array chấm index of, được chưa, và truyền trong này cái giá trị mình muốn tìm kiếm đúng không? Muốn tìm cái số 5 đúng không, thì nó trả ra cho mình thằng số 5 này đúng không, nằm ở vị trí số 2 trong array 0 1 2 đúng không. Đấy, hoặc là mình tìm được số 6 chẳng thì trả 4 đúng không, 0 1 0 1 2 3 4 đúng không. Đấy, số 6 nằm ở vị trí số 4 trong array, được chưa. Thế thằng index of đúng không, thì nó trả về cái phần tử, vị trí của phần tử đúng không, trong array. Array đúng không, chấm index of một cái value gì đấy đúng không, thì trả về vị trí của value trong array. Hàm này đúng không, nó sẽ trả về vị trí của số 6 trong array. Được chưa? Giả sử nhá đúng không, trong cái array này mình có nhiều số 3 chẳng hạn đúng không, có hai số 3 chẳng hạn, thì bây giờ nó có nhiều cái số lọc chạy trong này đúng không, thì xem nó trả về số nào nhá đúng không, nó trả một không một đấy đúng không, từ gì thằng index of nó sẽ trả về vị trí của cái thằng đầu tiên tìm thấy, được chưa đúng không, index of nó trả về vị trí của thằng đầu tiên nhá tìm được đúng không. Đó, trí của value đầu tiên trong đây nhá đúng không. Đấy, tức là gì, trong ở đây mình có hai số 3 không, thì nó chỉ trả cho mình cái vị trí của thằng đầu tiên thôi đúng không. Thì ngược lại với thằng index of không, thì mình nói là cái thằng last index of, được chưa, thằng index of là trả về thằng đầu tiên đúng không, thì thằng last index of nó trả về thằng cuối cùng đúng không, 0 1 2 3 4 5 được chưa. Đấy, ngược lại với index of đúng không, thì mình sẽ có thằng last index of. Trả về vị trí của value cuối cùng trong array. Được chưa? Không? Còn nếu mà trường hợp nó không tìm thấy không? Thì sao đúng không? Ở đây mình đều cho nó giá trị tìm thấy này đúng không? Số 3 đúng không? Thì nó có 2 3 này. Thì thằng last index là đến cuối đúng không? Tổng index thì đến đầu. Thế còn giả sử mình tìm số 0 chẳng hạn đúng không? Số 0. Thì trong array này không hề có số 0 đúng không? Đấy, thì nó trả về cái gì? Nó trả về trừ 1. Đúng không? Tại sao nó trả về trừ 1 mà nó không trả về là 0? Đúng không? Thì trong array cái vị trí xếp được là 0 đúng không? Thì nếu nó trả về là 0 thì nó đang chọn vào cái thằng đầu tiên trong array. Được chưa? Thì để tránh cái trường hợp là mình bị nhầm lẫn đúng không? Thì nó trả về là trừ 1. Đấy, thì trừ 1 đúng không? Tức là không có trong array, được chưa? Đúng không? Last index trả về cái thằng phần tử cuối cùng đúng không? Đấy, và nếu trả về, còn nếu không có thì trả về trừ 1 đúng không? Đấy, trả về trừ 1 nhưng nếu như không tìm thấy. Đúng không? Thì trong thằng index of nhá và last index of thì nó tìm được không? Thì nó trả về các giá trị trong khoảng từ 0 đến hết đúng không? Từ 0 trở lên. Được chưa? Còn nó trả về âm 1 tức là không có. Đấy, không thấy thì phải âm 1 đúng không?
Đấy, trả về một. Từ thằng này không thấy thì trả về một. Chưa? Index đúng không? Và last index được. Thằng index thì trả về cái thằng đầu tiên tìm được. Thằng last index là trả về thằng cuối cùng tìm được, đúng không? Đấy, không tìm được thì trả về trừ 1. Tức là gì, nếu nó trả về trừ 1 đúng không? Tức là trong ở đây không tồn tại cái phần tử này. Đó. Rồi. Nó index. Tiếp theo nhá. Thì để kiểm tra cái sự tồn tại của phần tử trong array thì nó cũng có một cái nữa là cái thằng include, đúng không? Include thì nó cũng giống như thằng index kia thôi, nhưng mà trả về là true false, đúng không? Thằng index này nó trả về cái vị trí của phần tử trong array, đúng không? Còn thằng include nó trả về là true false. Đấy. Không? Nếu như anh em chỉ là quan tâm là có tồn tại hay không, đúng không, thì mình trả lấy true false như này. Được chưa? Còn thực ra cái thằng include này thì nó em có thể dùng thay thế bằng cái thằng index, đúng không? Thì dùng một trong hai thằng thôi, thì cứ dùng cái index nhá cho tiện, đúng không? Include và trả về false là không có, đúng không? Còn trong index hợp nó trả về trừ một. Đấy, còn nếu trả về có, đúng không, thì trả về true. Được chưa? Còn trong index hợp không thì nó trả về một thằng khác trừ một, đúng không? Khác trừ một tức là có, đúng không? Trừ một là không. Thì có một thằng tương tự nữa nhá, đúng không? Include là kiểm tra sự tồn tại trong đây. Kiểm tra đúng không? Value có trong ở đây không? Đấy, thì nó trả về true vô, được chưa? Nó sẽ trả về true full. Đó, thì mấy thằng này đơn giản đúng không? Tiếp theo này thì mình sẽ có một cái hàm nữa, đúng không? Bữa trước mình có cho anh em dùng vòng for để đảo ngược array, đúng không? Đấy, thì trong array cũng sẽ có một cái method để anh em đảo ngược luôn. Đó, đó là cái thằng revert, đúng không? Array này chấm revert, được chưa? Đó, revert nhá, thì nó sẽ đảo ngược array lại cho mình. Lúc ở đây nhá. Đúng không? Đang là 13547 đúng không? Thì thành. Đúng không? Ngược lại đúng không? Đấy. Thì cái phải đảo ngược đúng không? Bữa trước anh em sẽ đọc vòng for đọc từ cuối đến đầu đúng không? Và trả ra thằng mới thì thằng này đúng không? Nó sẽ là sẽ ngược lại cho mình luôn. Ồ, cái này buổi trước em làm rồi thì mình không nói nhiều nữa. Đấy, đảo ngược ở đây. Đảo ngược thứ tự đúng không? Đảo ngược thứ tự trong ở đây. Tiếp theo đúng không? Thì trong các cái bài trước thì mình đã có một cái là chuyển đổi một cái kiểu dữ liệu về string đúng không, thì là cái thằng toString gì đấy, được chưa? Thì bây giờ đúng không, để chuyển một cái array này về string này thì ngoài cái hàm toString hôm trước thì mình sẽ có một cái nữa nhá, đó là cái thằng hàm join. Hàm join nhá, join này, join nhá, thì nó sẽ gộp tất cả những phân tử trong array này thành một cái string. Tại 1357 này trả về string này nhá, giả sử này trong này mình không để là số nữa, mình để là một cái từ gì đó đi, hello đúng không, tôi này là Thái chẳng hạn. Không, thì em khi em join đúng không, khi join lại nhá thì nó sẽ gộp lại cho anh em tổng hợp một string đấy, và nó tự động thêm dấu phẩy ở giữa đúng không. Còn nếu mình không dùng dấu phẩy này, muốn là dấu cách chẳng hạn đúng không, hello cách, tôi cách là cách Thái đúng không? À, thì em truyền trong này dấu cách. Được chưa? Thì nó trả cho em một cái string như này.
đúng không? Thì trong này array chấm join đúng không, chấm join bên trong hoặc này thì mình sẽ truyền là cái ký tự đúng không, mình muốn chèn giữa như thế này đó. Và giả sử đúng không, giả sử nhá, mình có một cái dạng ngày tháng năm chẳng hạn, 10 đúng không, tháng 6 năm 2001 chẳng hạn. Giả sử mình muốn tạo ra một cái dạng là 10 đúng không, suộc 6 suộc 2001 đúng không, thì mình cho trong này join và phân cách bởi dấu suộc đúng không, thì nó trả lại cho mình cái này đúng không, 10 tháng 6 năm 2001 được chưa? Đấy thì join đúng không, join là chuyển, nó sẽ gộp tất cả các phần tử trong array thành một cái string đúng không, và nó sẽ phân cách các cái phần tử đấy bằng một cái ký tự mình cho bên trong này. Đấy, đúng không? Chấm join và cho nên một cái ký tự, được chưa? Cái ký tự gì đấy, ký tự đi, cái value gì đó trong này. Đấy, thì nó sẽ là, đúng không? Ghép tất cả phần tử trong đây lại với nhau. Đây thành một cái string không? Thành một string. Đấy. Và nó sẽ là chèn giữa đúng không? Chèn ký tự vào giữa phần tử được chưa? Không? Chèn cái thằng ký tự này đúng không? Vào giữa các phần tử. Đấy. Đúng không? Bên trong này mình cho cái gì nó chèn cái đấy, được chưa? Mình cho rỗng không? Cho rỗng thì nó viết liền nhau. Nếu cho là rỗng đúng không? Thì nó sẽ là viết liền nhau. Thế này, đúng không? Còn nếu không cho gì đúng không? Không cho không cho tham số gì cái này thì mặc định là dấu phẩy. Đấy. Đấy. Rồi, để làm join, được chưa? Join là gồm các phần tử trong ở đây thành một cái string duy nhất đó. Rồi thì anh em mình vừa giới thiệu qua về một số cái hàm cũng khá là đơn giản trong array method đúng không, và buổi trước đã có một số hàm anh em làm rồi, như là cái thằng index đúng không, để tìm phần tử trong ở đây này, hay là revert đúng không, đóng ngược ở đây đấy, hay là join đúng không. Nào cho anh em có cái phần là sửa một cái ký tự thay dấu cách trong array bằng một cái trong string bằng cái gì đó đúng không, thì nó tương tự thằng này đó. Thì anh em có phần có chỗ nào khó hiểu về cái phần này không nhỉ, các cái array method index hợp này đúng không, include revert hay là join không anh em? À, bạn Nam, bạn Long, Quyết, bạn Trung, đúng không? Rồi, thế thì anh em sẽ dành cho mình khoảng tầm 5 phút nhé, đúng không? Để thử qua những cái thằng này. Nhá. Để nó đều những cái method đơn giản thôi. Đấy, nãy giờ mình đi qua những cái thằng method bổ trợ đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ thêm một số cái nữa nhá. Tiếp theo này, có ở đây này, thì bây giờ mình muốn kiểm tra đúng không? Kiểm tra một cái phần tử có phải là array hay không? Đấy, thì mình sẽ có cái hàm là hàm isArray nhá, được chưa? Giả sử đúng không? Mình có hai cái biến này, object này, đúng không? Số đó này, một cái string đúng không? Đấy, thì trong array method nhá thì nó sẽ có một cái hàm để anh em check xem đấy, liệu một một cái biến có phải là array hay không. Đấy, thì hàm đấy là cái hàm array này chấm isArray nhá, được. Và mình cho cái phần tử cần kiểm tra trong này đấy, thử nhá, mình sẽ cho thằng string ở trong này chẳng hạn. Vâng, thì nếu mà nó không phải là kiểu dữ liệu array đúng không, thì trả về phone object đúng không, cho trong này thì cũng trả về phone đúng không. Đấy, number cho đây thì kiểm tra đúng không, nó không phải là kiểu array thì nó về phone. Đấy, còn nếu mình cho một array trong này đúng không thì true, được chưa,
cái thằng array đúng không, chấm is array này thì nó kiểm tra một cái phần tử một cái biến đúng không, có phải là kiểu dữ liệu array hay không đúng không. Thì như anh em dùng cái thằng là file đúng không, để kiểm tra kiểu dữ liệu đấy thì nó trả về là kiểu dữ liệu là number các thứ đúng không. Đấy thì thằng array.isArray này thì nó chỉ kiểm tra một kiểu dữ liệu duy nhất đúng không, nếu là array thì nó trả về true, còn không phải array đúng không thì nó trả về false. Thì tại sao người ta lại phải có cái thằng isArray này, thì như trong cái bài về các cái kiểu dữ liệu mình đã nói đúng không, thì do thằng array và object, array là từ object, từ object nó phát triển ra đúng không. Đấy nên là nếu anh em dùng cái thằng type này, type đúng không, của array thì nó cũng trả về là object đúng không. Đấy, object thì đương nhiên trả về object rồi, được chưa, do đúng không, array object nó là một, được chưa. Thằng array không chỉ là cái thằng object có cái key là không một hai ba thôi đúng không, đấy được chưa. Thì để phân biệt rõ ràng array object đúng không thì ta có cái hàm nó là cái thằng is array vừa rồi, được chưa, đúng không, array đúng không, chấm is array để kiểm tra xem một cái có phải array không đó, được chưa. Tương tự đúng không, thì object cũng có một cái là object.isObject cái này trở lại nhá, isObject object.is ở đây không có đến nhà mà ok đúng, thì nó chỉ có cái hàm is array đúng không để kiểm tra array, còn is object thì nó không có, này mình bị nhầm được chưa. Đấy thì mình có thể dùng cái thằng này đúng không, dùng thằng này để kiểm tra xem nó có phải ở đây không đấy, được chưa. Thì trong ở đây đúng không thì có một thằng này để kiểm tra một cái phần tử đúng không, cái biến có phải ở đây hay không. Và truyền phần tử trong này đúng không, kiểm tra cái thằng ở đây đầu vào đúng không, có phải là ở đây hay không hay không đúng không, phải nó trả về true false, nó sẽ trả về là true hoặc false. Đấy true tức là ở đây đúng không, false là không phải ở đây đấy. Chưa này, kiểm tra về kiểu dữ liệu tiếp theo này, array đúng không, giả sử nhá mình có hai array này và gộp hai array lại với nhau đúng không, gộp hai array với nhau gộp hai array với nhau này thì trong array method nó sẽ có cái hàm concat còn nó có hàm concat này để nó ghép ghép hai array với nhau, được chưa. Array một đúng không, concat array hai thì nó gộp với nhau đúng không. Thì mình có thể làm như này, con select array một đúng không, chấm concat cái array hai lớp này ra không? Cuối này ra. Được chưa? Thì thằng có cát đúng không? Nó sẽ là trả ra một cái array mới đúng không? Là gồm hai array này. Đấy còn nếu đúng không? Ngoài cái này ra nhá, thì mình có cách khác nó tiện hơn một chút. Là thằng này nó sẽ là concat của hai array với nhau đúng không? Còn nếu muốn nối ba bốn array với nhau thì làm kiểu gì? Giả sử mình có một array thứ ba này. Đúng không? Thì để nối nhiều array với nhau nhá thì mình sẽ có cách như sau đúng không? Thì mình lại dùng cái thằng ba chấm như nãy đúng không, đấy chấm chấm array một đúng không, đấy để mình sẽ giải tất cả từ array một ở trong này
được không, trả lời một này, muốn thêm cái phần tử ở đây hai đúng không, thì lại chấm chấm ở đây hai thì đã sẽ gộp phần tử ở đây hai trong này, muốn thêm thứ ba đúng không đấy, thì phải chấm chấm ở đây ba vào đây đây ba đúng không. Chưa chưa gì, cái thằng con cát nữa đúng không, con cát thì nó sẽ là gộp hai array với nhau đúng không, mà còn với thằng này thì anh em có thể là gộp bao nhiêu thì thích để cho con cát đúng không, con cát thì là array một đúng không, con cát array hai rồi chấm con cát array ba nữa, nó hơi bị bất tiện đúng không, thì mình có thể dùng kiểu này chưa? Để tạo ra array mới đúng không, là gộp của tất cả phần tử trong array cũ đấy kiểu này và đúng không, all array chẳng hạn, và cái này đúng không. Được chưa? Thì bây giờ nhá, cái thằng con cát đúng không? Mình sẽ không cần dùng nữa, mình dùng cái thẻ luôn. Được chưa? Đúng. Thay thế bằng cái cú pháp này. Một cú pháp gọi là cái thằng spread operator đúng không? Để giải các phần tử bên trong ở đây, nó object ra bên ngoài. Đấy, thì copy đúng không? Copy ở đây mình có thể dùng cái này. À, để gọi là gộp ở đây đúng không? Gộp ở đây. Hoặc để copy sao chép ở đây đúng không? Sao chép ở đây. Sao chép hai một array với nhau đúng không, thì mình có thể dùng này để này đúng không, thì thằng array này sẽ là sao chép của thằng array đó chưa, thì để copy array đúng không, để gộp array với nhau thì mình có thể dùng cái cú pháp là concat array một đúng không, chấm concat array hai, hoặc là mình có thể dùng cú pháp khác đúng không, cú pháp này đúng không, chấm chấm ở đây một đúng không, đấy, lại chấm chấm ở đây hai, chưa hai cái này không đều là gộp hai ở đây với nhau đấy, thì như mình nói đúng không, để copy ở đây thì mình có thể dùng kiểu chấm chấm này, còn bây giờ nhá mình chỉ muốn lấy ra copy đúng không, copy ra một phần ở đây thôi, là copy toàn bộ đúng không, copy toàn bộ ở đây này, còn bây giờ mình chúng nó copy của cái hai cái đầu thôi chẳng hạn đấy, thì làm kiểu gì đấy, thì để copy hai phần từ đầu hay là một phần vài phần từ đầu nhá, thì mình hay là một vài phần từ trong này thì mình sẽ có là cái thằng hàm slide cái đuôi nhá, value array này à, array chấm slide đúng không? Thì trong slide nhá thì nó sẽ có các tham số này start đúng không và end đấy, start là cái điểm bắt đầu copy đúng không, và end là điểm kết thúc copy đấy, giả sử nhá mình muốn copy hai thằng đầu đúng không đấy, thì copy từ thằng đầu tiên là số 0 đúng không đấy, được chưa, đến thằng số 2 này lốc nhá. Đó, thì nó trả cho mình là hai thằng đầu đúng không? 10 và 6 này. Thêm nữa nhá. Giờ đúng không? Mình muốn copy 5 thằng đầu chẳng hạn đúng không? Từ 0 đến 5. Đó, thì nó trả cho mình 5 thằng đầu. Và bây giờ muốn copy của mấy thằng cuối đúng không? Đấy, copy từ 5 là cuối chẳng hạn đấy, thì làm thế nào, thì trong này em nó có thể có một cái là trừ 5 này đúng không, nhập số âm nhá thì nó sẽ lấy cuối được chưa, trừ 5 đúng không, nhập trừ 5 này thì lấy cho mình là 5 là cuối đó nhá đúng không, mình sẽ có hai tham số đúng không, là số tham số là bắt đầu và kết thúc đúng không, còn nếu nhập số âm thì nó hiểu là copy từ cuối đúng không, và copy đúng số lượng này được chưa? Đấy, có muốn copy theo kiểu là khoảng giữa đúng không? Khoảng giữa thì em nhập đầu vào cuối để giữa được chưa? Giả sử copy từ 2 đến 1 đúng không? Đến số 54 chẳng hạn. Thì 2 lên 1 là cái thằng 0 1 2 đúng không? Từ số 2.
Điểm số 54 đúng không? Đấy, thì 54 lại khác một chút, điểm bắt đầu nhá thì đến ra cái vị trí đúng không? Còn điểm kết thúc ý, thì là điểm từ 1. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Thì thằng này nó hơi bị khủ xuống một chút đúng không? Nó không thống nhất. Đấy, thì anh em có thể cứ dùng thì sai, nếu mà sai mình sửa lại thôi đúng không? Đấy. Được chưa? Thì đúng không? Thằng đầu tiên này nó đếm từ 0 đúng không? Còn thằng này đếm từ 1. Bị sai thì mình sửa thôi đúng không? 7 sửa thành 8 thôi. Đấy thì nó cắt cho mình từ 2 đến 1 đúng không? Đến 54. Được chưa? Đây là copy đúng không? Thằng slide này copy một phần ở đây. Được chưa? Còn cái thằng dấu 3 chấm đúng không? Cái thằng spread operator đúng không? Thì nó sẽ để copy toàn bộ ở đây luôn. Đây đúng không? Thằng slide. Slide này đúng không? Điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Rồi thì nó sẽ là copy đúng không? Từ start đấy, điểm end. Và trả về frame mới. Đúng không? Và thằng này nhá, nó không hề làm thay đổi ở gốc nhá, đúng không? Giả sử nhá. Lốc thằng array cũ đúng không? Đấy. Mình copy ra đúng không? Và không làm thay đổi ở đây gốc. Được chưa? Vẫn như cũ đúng không? Đấy. Được chưa? Thì trong này đúng không? Có cái thằng slide này. Là nó sẽ copy đúng không? Và không làm thay đổi ở đây gốc. Được chưa? Giữ nguyên ở đây gốc. Đúng không? Và trường nữa là điểm nhập số âm đúng không? Nhập số âm. Đấy, nhập số âm thì nó copy từ cuối luôn, được chưa? Nếu mà âm đúng không? Trường số âm chẳng hạn. Ví dụ đi. Không? Slide của 5 chẳng hạn đúng không? Trừ 5. Trừ 5 đi đúng không? Thì copy 5 phần cuối. Được. Copy 5 phần từ cuối. Đấy. Muốn chạy từ đầu đúng không? Thì start bằng 0 và kết thúc là số lượng mình copy, được chưa? Còn copy từ cuối đây đúng không? Thì cho trừ cái số lượng anh em muốn copy. Đấy. Rồi, thì đây là về cái hàm đúng không? Slide để anh em copy ở đây đúng không? Đấy, is array để anh em kiểm tra xem một phần tử phải ở đây hay không. Và kiểu gộp ở đây đúng không? Gộp ở đây với nhau thì em có hai cách, một là concat hay là cái kiểu đúng không? Ba chấm này, người ta gọi là spread operator. Ta muốn chuyển một cái array về string đúng không? Thì ngoài cái việc join này thì còn một cái nữa là cái thằng to string. Thằng to string nhá thì nó chuyển array về thành string. À, to string thì cái ép kiểu đúng không? Đấy mình ép kiểu về số nó sẽ có cái thằng là pass int hay là pass float đúng không? Ép kiểu về string thì nó sẽ là có to string. Chưa? Cái thằng to string không là ép kiểu về một cái kiểu dữ liệu. Đấy. AR nhá đúng không? AR chấm to string này. Đúng, thì nó trả về một cái string như thế này. Đấy, thì nó là ép kiểu dữ liệu thôi. Được chưa? Hoặc là mình có object đúng không? Thằng to string này nó ép với cả tất cả kiểu dữ liệu luôn. Object. Này đúng không? Object.toString thì nó cũng sẽ chuyển object của mình về dạng string. Đấy, như này. Đấy. Đấy thì nó sẽ là kiểu nào? Ép kiểu dữ liệu được chưa? ToString không? Ép kiểu về dạng string. Đúng không? Chuyển về dạng string. Ép kiểu dữ liệu đúng không? Ép kiểu dữ liệu. Đó. Thì với ở đây đúng không? Ở đây thì thường mình ít dùng cái này. Mình thường dùng cái thằng join hơn đúng không? Để tạo ra một cái string khi muốn. Được chưa? Thì đây đúng không? Là cái
một số những cái array method gọi là bổ trợ để mình có thể dùng. Đấy, thì trong này đúng không? Anh em có vấn đề gì với hàm này không nhỉ? Ép kiểu này thì đơn giản đúng không? Copy này thì nó có hai trường hợp đúng không? Copy số dư thì nó copy theo chiều thuận đúng không? Âm thì nó sẽ chiều ngược. Đấy. Kiểm tra kiểu dữ liệu này và nối ở đây với nhau đúng không? Cái phần mình vừa có giới thiệu về các cái method ấy, thì anh em có theo kịp không nhỉ? Có bị nhanh quá không mọi người? Bạn Nam, bạn Ý, bạn Long ổn đúng không? Rồi. Ok. Các bạn hỏi đi. Rồi. Ok, nó không có hàm như vậy đâu. Thì nó em sẽ phải dùng những cái function là hoặc là vòng for để lấy. Đấy, thì có cách nữa nhá, thì nó sẽ mình sẽ dẫn anh em. Đấy là hàm lọc của trong array method thì nó sẽ giới thiệu anh em. Rồi. Thì những vừa vừa rồi anh em ok đúng không? Thì dành cho mình khoảng 5 phút nhá đúng không? 5 phút để thử qua những cái thằng slide đúng không? Is array đúng không? Hoặc là ghép ghép array với nhau đúng không? Hoặc là to string. Đấy, thử qua cho mình một chút thằng này nhá. Đấy rồi mình sẽ chỉ bạn qua cái cách để anh em có thể lọc các cái số là lọc các cái string ở trong array ra ngoài. Được chưa? Tiếp theo này. Lúc nãy ông đoạn qua có hỏi cách đúng không? Để lọc lấy ra trong ở đây không lấy ra chỉ số này chỉ chữ đúng không? Thì trong ở đây nó sẽ có một cái hàm, đó là cái hàm filter, hàm lọc. Đây. Trong ở đây nhá, nó sẽ có hàm filter. Để giả sử nhá. Trong nó sẽ có cả chữ cả số đúng không? Đấy, bây giờ mình muốn lấy trong này chỉ lấy số thôi, bỏ chữ ra đúng không? Lấy kiểu gì? Đọc ở đây nhá. Thì đơn giản đúng không? Chỗ này chúng tôi anh em dùng for này và kiểm tra xem cái type của nó phải là 50 không đúng không? Rồi mình lấy. Được chưa? Thì trong thằng array method nhá thì nó sẽ có cái hàm lọc, cái hàm filter. Ở đây trong filter này. Chữ filter nhá, trong này này. Trong filter nhá, nó sẽ có một cái function. Trong filter có function này. Đúng không? Và function này sẽ nhận hai tham số nhá. Tham số thứ nhất là từng cái phân tử trong array này, mình sẽ gọi là element nhá. Đúng không? Tham số thứ hai nó chính là cái vị trí của phân tử trong array thì gọi là index. Giờ tên anh em tập tí nhá, đúng không? Thì gọi đặt như này cho anh em dễ hình dung. Đấy, thì lốc xem nhá, lốc xem cái thằng element này và index là cái gì nhá. Đúng không? Thì nó trả cho mình một cái như này. Được chưa? Số 10 đúng không? Số 10 nằm ở vị trí số 0. Đúng không? Số 6 ở vị trí số 1 này. Đúng không? Thằng 2000 này ở vị trí số 2 đúng không? Đấy. A nằm ở số 4 này, đúng không? B ở vị trí số 5. Để chứa là gì? Trong cái thằng filter đúng không? Đấy thì nó có chứa function và trong function này nó có hai tham số là element và index. Thì element chính là từng cái phân tử bên trong ở đây. Được chưa? Và index là cái vị trí của cái phân tử element này đúng không? Bên trong ở đây. Được chưa? Index là vị trí của cái phân tử hiện tại đúng không? Bên trong ở đây. Đấy, và trong cái thằng filter nhá. Nếu anh em mà return true đúng không? Function này có return đúng không? Nếu trong function này anh em return là true thì nó sẽ giữ lại trong ở đây đúng không? Còn nếu mình return là false thì nó sẽ được bỏ ra khỏi ở đây. Và nó sẽ trả cho ở đây mới nhá, sau khi đã lọc. Đi vào đây này. Giả sử đúng không? Mình return là true này.
dân chu nhá, đúng không? Nó ghi ở đây này. Ở trong này mình return true đúng không? Return true tức là giữ lại đúng không? Tức là giữ lại tất cả phần tử trong array. Thì thằng new đây đúng không? Chính là cái bản copy của thằng này. Được chưa? Còn nếu mình trả là full đúng không? Trả về là full. Full thì nó sẽ loại bỏ hết đúng không? Không giữ lại thằng nào cả. Thì nó trả một cái array rỗng. Được chưa? Còn nếu bây giờ mình muốn giữ lại các số đúng không? Bỏ chữ. Giữ số bỏ chữ đúng không? Đấy, thì mình có thể dùng if else trong này. Được chưa? Nếu không, nếu cái phần tử hiện tại này có kiểu dữ liệu là number đúng không, là number file đúng không, thằng này mà bằng number so sánh đúng không, đấy, kiểu dữ liệu thằng này là number đúng không, thì mình sẽ giữ lại đúng không, là return true đúng không? Còn nếu không thì mình trả lời phone đúng không. Đó, trong này đúng không, trong cái thằng filter này, trong cái phát xử bên trong này đúng không, mình lọc đấy, mình sẽ là những thế nào đúng không, có kiểu dữ liệu number thì mình trả về cho chu, tức là mình sẽ giữ lại đúng không và gửi trong array này. Có những thế nào mà không phải là number đúng không thì mình trả về là full, tức là mình sẽ loại bỏ đi đúng không, không cho vào trong array mới này. Được chưa? Đúng lại nha, đúng không, thì mình sẽ có cái thằng new array này chỉ chứa số đúng không, không phải có chữ. Đấy, hoặc là đúng không, mình muốn lấy trong này chỉ lấy chữ không lấy số chẳng hạn đúng không? Thì tìm trong này đúng không, những thằng nào có kiểu dữ liệu là string thì giữ lại đúng không, đấy, còn không thì mình bỏ đi. Và trong này nhá, anh em để ý này, thì bản thân cái thằng so sánh đúng không, cái thằng so sánh này thì bản thân nó cũng đã trở về là true full đúng không, nếu đúng là true đúng không, nếu sai là phone này thì tức là gì, tức là mình có thể hoàn toàn bỏ qua thằng FL đúng không, chỉ việc là return cái này ra. Đúng không? Tại vì thằng này là trả về true phone này, được chưa? Đấy, nếu kiểu dữ liệu là number đúng không? Là true thì là true đúng không? Giữ lại. Nếu kiểu dữ liệu kiểu dữ liệu là string đúng không? Thì là true. True thì return true đúng không? Là giữ lại. Nếu kiểu dữ liệu của nó mà khác string đúng không thì nó trả về phone, thì cho này thành return phone đúng không, thành bỏ đi đấy, đúng không, đấy, muốn giữ lại số đúng không, number chưa, đấy, thì có hàm filter đúng không, filter là hàm lọc trong array. Là lọc trong đây nhá, thì trong này có function. Function này sẽ có hai tham số là các cái phần tử trong array đúng không? Là element này và cái index đúng không? Index là cái vị trí của phần tử đấy trong array. Đấy, và bên trong function này đúng không? Mình sẽ thực thi các cái phép lọc mà anh em muốn. Được chưa? Và lưu ý đúng không? Trong này trả về true là giữ lại đúng không? Trả về full là lại bỏ đi. Này đúng không? Lọc trong ở đây. Trong ở đây này đúng không? Đấy. Nếu chu đúng không? Thì giữ lại. Đấy, phone thì lại bỏ. Để chưa, điều kiện trong này đúng không? Tiếp theo gì đấy trong này? Điều kiện đúng không? Chưa? Trong này em viết logic tùy ý đúng không? Nếu function này nó trả về true là sẽ giữ lại phần tử đúng không, trả về phone là sẽ loại bỏ đi. Đấy, thì ở đây là mình muốn giữ lại số đúng không, đấy, thì mình sẽ nếu là số thì mình giữ lại đúng không, nếu là chữ thì bỏ đi. Và cái thằng element đúng không, element là cái phần tử trong ở đây
là từng phần tử cháu ở đây. Đấy, còn thằng index đúng không? Index. À, vị trí của element cháu ở đây. Đó, và thằng này đúng không? Thằng này nó sẽ trả ra array mới, thấy chưa? Sẽ trả ra array mới. Trả ra array mới đúng không? Đấy, chứa các từ hợp lệ. Hợp lệ những là những thằng được return là true đúng không? Và thằng này nó cũng không làm thay đổi array gốc. Thấy chưa? Không ảnh hưởng array gốc. Tức là gì? Khi mình lòng đúng không? Khi mình lòng thì nó sẽ là lấy các giá trị trong này đúng không? Nó trả ra array mới. Trả vào trong array mới đúng không? Đấy, còn thằng array gốc giữ nguyên. Được chưa? Không hề bị mất thằng nào cả. Đúng không? Đấy, thì là gì? Thằng filter đúng không? Nó sẽ bảo toàn cái data gốc cho mình. Được chưa? Nó tạo ra data mới đúng không? Đã lọc trùng. Rồi, thì cái thằng filter này anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có chỗ nào bị khó hiểu không? Bạn Nam, bạn Ý, bạn Long. Em yêu nhỉ? Về đúng không? Bạn Khoa cái phần filter vừa rồi thì có chỗ nào khó hiểu không? Có câu hỏi gì không? Ok, anh em thử cho mình một cái nhá. Rồi này. Bây giờ nhá anh em, mình sẽ gửi cho em cái này nhá. Bây giờ này anh em lọc lọc cho mình nhá đúng không? Lọc trong này giữ lại số lẻ thôi đúng không? Bỏ số chẵn, bỏ chữ đi. Chỉ giữ lại số lẻ thôi nhá. Được chưa? Chỉ giữ lại số lẻ thôi. Đó, lọc ở đây nhá và chỉ giữ lại số lẻ. Rồi anh em thử cho mình nhá, trong khoảng 3 phút. À, đây nhá. Cái thằng number kìa. Để là string nhá đúng không? Dòng 14 đấy. Đấy, thì nhá xóa đây đi để là number dạng string ấy và chữ n thấp và n nhỏ thôi. Một chữ n viết thường nhá. Rồi thử đi. Ấn lên lên enter ấy, nó sẽ lấy ở trên luôn. Ok. Rồi phần này đơn giản mà mọi người đều được rồi đúng không? Có ai chưa được không? Bạn nào có vấn đề gì không nhỉ? Rồi quyết ý với Long đúng không? Ok được nha đúng không? Thì có thằng filter đúng không? Filter nó thì lọc nhá, không lọc đúng không? Và nó không hề thay đổi cái giá trị nhá, được chưa? Và cái ý đúng không, thằng filter này không hề thay đổi giá trị của phần tử nhá đúng không? Không thay đổi cái gốc này và không thay đổi giá trị phần tử nhá, chịu ở đây được chưa? Nó chỉ lọc thôi đúng không? Lọc thôi, không chỉnh sửa gì cả. Đấy. Rồi đúng không? Filter lọc này. Còn bây giờ nhá, mình muốn chỉnh sửa ở đây đúng không? Như hôm trước mình có một cái bài là mình muốn anh em cho tất cả phần tử trong này tăng lên gấp đôi đúng không? Đấy, tạo ra đây mới tất cả trong này gấp đôi lên. 10 thành 20 đúng không? 6 thành 12. À, 4.002 đúng không? Đấy thì để chỉnh sửa các phần tử trong array thì mình sẽ có một hàm, đó là map. Map nhá. Đúng không? Thì mình thay array bằng map này, thay filter bằng map này.
Đúng không? Trong thằng map này nó cũng có hai tham số là element và index, và cũng y hệt như cái thằng filter vừa rồi, đúng không? Element và index nó cũng chính là các cái phần tử trong đây. Index cũng là cái vị trí của phần tử hiện tại trong đây. Được. Đấy, đúng không? Với ông đấy, đúng không? Đấy, số 10 ở đầu, đúng không? Vị trí 0, 6 tiếp theo 1, đúng không? 2000, vị trí 2, được chưa? Element, đúng không? Cũng là, nó chính là những này, đúng không? Index là cái vị trí. Rồi, thế bây giờ mình muốn chỉnh sửa trong ở đây, đúng không? Đấy, thì lấy thằng filter này. Thằng filter, đúng không? Nó trả về true false. Về true là giữ lại, đúng không? Về false là loại bỏ. Thì cái thằng map này, đúng không? Mình trả về giá trị gì thì nó sẽ lưu giá trị đấy vào trong array này. Được. Giả sử nhá, mình trả về số 10, đúng không? Return số 10. Đấy, thì mình sẽ lốc trong cái thằng new array cái gì nhá. Trả số 10, đúng không? Thì nó thay tất cả số 10 ở trong này. Được. Đúng không? Trả số 10 này thì nó sẽ là thay thế, đúng không? Thay thế cái phần tử bên trong, giờ nó sẽ trả số 10 này vào trong array mới, được chưa? Đọc từng trong này, đúng không? Đọc từng thằng trong này đấy, và trả số 10 ra thì thay số 10 trong này, đúng không? Array mới. Còn nếu như anh em muốn nhân đôi cái phần tử trong này lên, đúng không, thì là element, đúng không, nhân 2, được chưa? Thì nó sẽ bê từng phần tử bên trong này, đúng không, bê từng phần tử trong cái thằng array này nhân đôi lên, đúng không, và lưu vào trong array mới. Đọc ra ngoài, đúng không? Đấy, thì từ 10 lên 20, đúng không? Từ 6 lên 12, đúng không? 2000 lên 4000, được chưa? Đó. Thì thằng map, đúng không? Thằng map này nó sẽ chạy qua từng phần tử trong đây, được chưa? Và để mình xử lý, đúng không? Đấy, là trong này mình return cái gì thì nó trả ra cái đấy. Không, nếu không không return nhá, không return này. Đúng không? Function mà không return, đúng không? Thì là undefined, được chưa? Tất cả là undefined. Đấy. Và anh để đúng không? Số lượng phân tử trong thằng này bằng số lượng phân tử trong đây, đúng không? Đấy, thì nó chỉ là biến đổi từng phân tử trong đây, đúng không? Còn nó không xóa nào cả nhá. Thằng map, đúng không? Nó chỉ biến đổi từng phân tử trong đây thôi, chứ nó không xóa đâu nhá. Được. Không bớt đi, đúng không? Không thêm không bớt, nó chỉ biến đổi thôi. Đấy. Trong này không có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, đúng không? 11 thằng. Đấy, đúng không? Cũng 11 thằng. Được chưa? Map là để biến đổi từng phần tử trong ở đây nhá. Map, đúng không? Là trả ở đây mới, đúng không? Có các phần tử trong đã được biến đổi. Map, đúng không? Bên trong code cũng như này. Một đồ vào lại element và index. Vâng, nó dưới bên trong map, đúng không, nó sẽ là biến đổi, đúng không, nó sẽ là nó sẽ trả ra mới, ở đây mới, đúng không? Map này nhá, nó trả ra ở đây mới có các phân tử, đúng không, được biến đổi từ ở đây gốc. Từ ở đây ban đầu, đúng không? Từ thằng ở đây ban đầu đấy, đúng không? Đấy, và thằng map này, đúng không? Mình trong này nhá, mình return ra cái gì, đúng không? Return cái gì trả ra cái đấy, return giá trị gì, đúng không? Sửa trong này đi, đúng không? Giá trị đó được lưu vào array đầu ra, được chưa? Lưu vào array đầu ra, đúng không? Mình trả ra cái gì, đúng không? Mình return ra cái gì thì giá trị đấy được trả vào trong thằng đầu ra này, được chưa? Đấy, và đúng không? Thằng này không thêm bớt, đúng không? Không thêm không bớt, đúng không? Chỉ thay đổi, đúng không? Không bớt số lượng phần tử trong ở đây.
đúng không? Cụ thể đúng không? Là cái số lượng phần tử trong array đầu ra này đúng bằng số lượng phần tử trong array ban đầu. Được chưa? Đúng không? Không thêm không bớt số lượng phần tử. Được chưa? Và thằng này đúng không? Cũng có các cái tham số element là từng phần tử trong array. Đúng không? Và index là giá trị của trong array. Đấy, và nó không thay đổi array gốc. Chưa? À, hơi phức tạp một chút đúng không? Thằng map này đúng không? Thì cái function này nó sẽ cú pháp như thằng filter đúng không? Chỉ khác rằng thằng filter nó sẽ là trả về true full, true là giữ, full là loại đúng không? Thằng này nó trả về giá trị, thì cho giá trị gì thì nó lưu giá trị đấy vào trong cái thằng array kết quả đấy. Và thằng này số lượng phần tử trong array kết quả đúng không? Bằng số lượng phần tử trong array đầu vào. Đấy. Tức là gì, trả lại giả sử nhé, trong này mình trả về true đúng không, thì tất cả phần tử bên trong nó đều là true hết ở trong đầu ra, được chưa? Và đúng không, cái thằng array gốc không đổi, array gốc giữ nguyên, được chưa? Gốc giữ nguyên đúng không? Đấy, thì mình có thằng filter đúng không, và thằng map nó sẽ tạo ra array mới đúng không, đã được loại bỏ bớt đúng không, và là đã được lọc, đã được thay đổi đúng không? Đấy, và nó không hề ảnh hưởng đến thằng array gốc, nó bảo toàn là thằng gốc cho mình. Một thằng map này sẽ biến đổi đúng không, tạo ra array mới từ các cái phần tử bên trong array cũ. Rồi thì mình vừa giới thiệu với thằng map ấy, thì anh em có chỗ nào khó hiểu không nhỉ? Thì những thằng map hay là filter đúng không, thì nó đều là áp dụng của for, chưa? Nó biến đổi for đúng không, để làm chức năng lọc hay là làm chức năng thay đổi đây. Ở phần này thì bạn Khoa, Long, bạn Ý, bạn Trung thì có vấn đề gì không nhỉ? Không đúng không? Rồi thì bây giờ nhé, anh em thử là cho mình một cái ý đi. Đấy, thử nhá, bây giờ này anh em thử là giảm đúng không, mình sẽ giảm tất cả phần tử trong array này đi khoảng đi 10 đơn vị chẳng hạn, tức là 10 về 0 đúng không, 6 về trừ 4 đấy, 3 về trừ 7 đúng không, dùng map nhá, đấy để giảm đúng không, các phần tử đi 10 đơn vị, 10 đơn vị được. Thử cái này cho mình cho khoảng tầm 3-5 phút nhá. Tiếp theo nhá. Đấy, đúng không? Map này nó trả ra đây mới đúng không? Đã được thay đổi. Đấy, vào cái đấy nhá. Rồi trước mình có cái phần là lọc array đúng không? À, đấy có cái phần sắp xếp array. Được chưa? Đấy, có phần là sắp xếp array theo chiều tăng dần và giảm dần đúng không? Thì sắp xếp mình có thằng sort. Sort nhá. Array.sort. Một phần sort này bên trong cũng có một function này. Function này sẽ có hai tham số, đúng không? Mình sẽ gọi là A và B nhá, được chưa? Thì lốc xem AB là cái gì nhá. Đây, đúng không? A là bằng 6 này. B là 10 đúng không? A là 6, B là 10 này. A là 2 1 đúng không? B là 6. A là 2 1. B là 6 đúng không? Tức là gì? Thằng A là cái số đứng đứng sau đúng không? Thằng B là số đứng trước. Thì để anh cho em dễ hiểu nhá đúng không? A là sau này đúng không? B là trước đi. Đúng không? Phải là hiểu A đúng không? A là after đúng không? A là after là số sau. Còn B là trước là số before đúng không? Đấy, A là sau sau, B là trước này. Đấy là mình có thể để cho dễ hiểu nhá đúng không? A là after đúng không? B là before đúng không? Đấy. Được chưa? A là số sau đúng không? 6 đúng không? B là số trước 10. Được chưa?
đúng không? Cặp before after đúng không? Thì after là xuống sau. Đấy, còn before là xuống trước. Đấy. After đấy đúng không? 6 này. 10 là before đúng không? Đây đúng không? Rồi, thì trong sort đúng không? Trong hàm sort này. Đấy, thì nó sẽ chứa function này. Và function này chứa hai tham số đúng không? Thì khác với thằng map hay là cái thằng filter ông đấy thì nó sẽ có hai tham số này đúng không? Nó không phải là cái từng phần tử trong đây hay là vị trí đúng không? Mà nó sẽ là hai số đứng cạnh nhau, liền kề nhau trong array này. Được chưa? Thế thì nó xếp xếp kiểu gì? Thì mình xem qua cái cách xếp của nó nhá. Sort đúng không? Được rồi, em giải thích cho anh em một chút. Đây nha, trong array này. Đây nó giải thích một chút này. Đấy nhá, trong array này nếu mình trả ra là số âm đúng không? Nó có giải thích về âm dương mình rồi, để cho anh em dễ hình dung. Array sort. Đây nó giải thích nhá, trong sort này nếu nhá, trong sort này nhá mình sẽ có return đúng không, return trong sort này nếu nhá mình trả ra số âm đúng không, negative là số âm, nếu function này trả về số âm thì nó xếp a đứng trước b, a là số sau, a là số sau đúng không, b là số trước, a là after này đúng không, b là before, thì nếu âm đúng không, âm thì nó đổi a ra trước b, tức là số sau đảo đầu đúng không? Số B before đổi đổi sau, được chưa? Đúng không? Nếu trả âm này thì đổi chỗ đúng không? Đổi chỗ trước sau cho nhau. Còn nếu trả số dương này, dương đúng không? Thì số B vẫn đứng trước số A, đúng không? Không có gì thay đổi cả đúng không? Nếu trả về không, thì hai thằng giữ nguyên vị trí, được chưa? Tức là sau này đúng không? Nếu như mình trả về số âm, thì nó đổi chỗ cho nhau, đúng không? Đấy. Trong cái thằng function bên trong thằng sort này. Được chưa? Mình sẽ làm nhá đúng không? Nếu mình muốn xếp theo chiều tăng dần đúng không? Xếp chiều tăng dần. If này. If thằng thằng A này đúng không? Lớn B chẳng hạn. Thằng sau lớn trước đúng không? Ta muốn xếp theo chiều tăng dần. Tăng dần tức là gì? Là thằng thằng sau lớn hơn trước đúng không? Đúng rồi đúng không? Đấy, tăng dần thì thằng sau lớn hơn trước. Nếu thằng sau lớn trước đúng không? Thì mình trả ra số số dương đúng không? Để số dương thì nó vẫn giữ là số số trước đứng trước, số sau đứng sau. Được chưa? Trả dương nhá, đúng không? Một dương bất kỳ này. Nếu đúng không? Số sau có số trước. Sau nhỏ trước đúng không? Đấy, số sau nhỏ số trước thì phải đảo lại đúng không? Vì đang xếp theo chiều tăng dần. Được chưa? Mình muốn xếp chiều tăng dần đúng không, thì số sau phải lớn hơn trước thì để đảo lại đúng không, thì mình trả số âm đúng không, âm thì đảo số sau trước, số trước sau, được chưa, đúng không, âm này thì nó đều đổi đúng không, a ra trước b đúng không, a là số sau, b là số trước. Đấy. Âm bất kỳ đúng không? Còn nếu hai thằng bằng nhau đúng không, nếu before bằng after thì trả về không không giữ nguyên vị trí, để cho thì thử lốc ở đây nhá, vâng thì nó xếp cho mình theo chiều tăng dần đúng không, tăng dần đấy, và anh em để ý này, cái thằng after đúng không lớn before tức gì, tức là after trừ before là dương đúng không, không đúng không, đấy mà after trừ before lớn không không thì tức là nó dương đúng không, thì mình có thể cho trong này luôn, được chưa? Đấy đúng không, after nhỏ before đúng không, tức gì, after trừ before nhỏ hơn không đúng không, thì xem đây after trừ before là số nhỏ hơn không là số âm đúng không,
chưa? Còn nếu after bằng before đúng không thì nó trừ nhau là bằng không rồi đúng không? Chứ là gì? Trong cả ba trường hợp đúng không? Ba trường hợp này thì nó đều được tương ra after thì before đúng không? Thì mình sẽ là không cần phải xét điều kiện gì nữa đúng không? Chỉ cần rằng return ra thằng after to before thì nó sẽ là xếp chiều tăng dần. Được chưa? Đấy, cái nguyên lý của nó là như vậy. Chưa? Thì khi mình chạy đúng không? Thì xếp cho mình theo chiều tăng dần. Đấy. Thì bây giờ muốn xếp chiều giảm dần đúng không? Chiều giảm dần thì lúc nãy đúng không? Đấy. Thì mình chỉ việc đổi dấu đúng không? Đổi dấu thằng này. Lúc nãy là trả giữa âm đúng không? Thì bây giờ trả cái dương đúng không? Trả cái dương bây giờ trả cái âm. Thì để đổi dấu đúng không? Thì xếp ngược lại đúng không? Là before chứ after là được. Chờ thì nó xếp cho mình theo chiều giảm dần như này. Đó thì đây cũng là cái cơ chế hoạt động của thằng sort này. Đó, thì nó cho anh em ba cái kết quả này. Đấy, nếu trong function đúng không? Trả về âm thì nó sẽ đổi chỗ AB với nhau. Đúng không? Còn nếu trả về dương hay là trả về không đúng không thì nó giữ nguyên. Được chưa? Tại B là số đứng trước đúng không? A là số đứng sau. Thì xếp số trước đứng trước số sau là đương nhiên rồi đúng không? Không thay đổi cả. Đấy, chỉ riêng trường là âm đúng không? Âm thì nó đổi chỗ cho nhau. Được chưa? Đấy, thì đây đúng không là cái cách để anh em dùng thằng sort. Được chưa? Thì chỗ này nhá, đúng không? After đúng không? Before đúng không? Đấy, A chữ B. Chưa? Xếp chiều tăng dần đúng không? Là sort theo chiều A chữ B. Còn xếp giảm dần đúng không? Là sort B chữ A. Đấy, thì về cái cơ chế hoạt động của thằng sort này anh em có chỗ nào khó hiểu không nhỉ? Bạn Khoa, bạn Nam, bạn Ý, mọi người, cái phần sọt này có chỗ nào bị khó hiểu không? Được chưa? Mình giải thích anh em tại sao nó lại là dùng A chữ B đúng không? Tại vì cả ba trường hợp if nó đều trả A chữ B, được chưa? Đúng không? Rồi thì bây giờ nhá, thì anh em sẽ thử đúng không áp dụng thằng sort này chưa? Để xếp array thì chiều tăng dần dần nhá. Để thử qua một chút đúng không, anh em tự tạo một array đi chưa? Và xếp theo chiều tăng dần đúng không, a chữ b đúng không, giảm dần là b chữ a. Để thử qua cho mình. Ok đúng không? Rồi thì nội dung bài về nhà nhá, bài về nhà này. Vâng, thì bài về nhà trên cái thằng notdb.vn bài tập nhá. Thì anh em làm cho mình bài tập ở cái phần array method nhá, các method này. Đấy nhá, anh em này làm cho mình nhá. Cái phần chủ đề array method này, đúng không? Làm cho mình 4 bài đầu nhá. Chưa? Làm cho mình 4 bài đầu trong này. Vâng, chủ đề về array method. Rồi, bài về nhà tạm thời như vậy nhá. Anh em có câu hỏi gì nữa không? Rồi, thì ok, thì buổi hôm nay thì anh em nghỉ sớm nhá. Thì về nhà làm bài nhá, buổi sau. Và bạn nào chưa nộp bài cho mình nhá, chưa nộp bài kiểm tra ấy, thì nộp cho mình cho tối nay nhá. Đấy, thì buổi sau mình sẽ chữa bài cho anh em. Ok, ghi chú thì em gửi lên Zalo nhá. Thì hẹn anh em vào tối thứ sáu nhé. Chào mọi người. Ok, chào anh em nhé.